Xin chào tất cả các bạn khán giả của ATP Khám Phá. Chắc hẳn trong nhà bếp của các bạn đều không thể thiếu một chai nước mắm đúng không? Đây là loại nước chấm độc đáo của Việt Nam và hầu hết chúng ta đều sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Có nhiều bạn đều biết nước mắm được sản xuất từ cá biển, thế nhưng có lẽ chưa ai hiểu rõ được quy trình sản xuất như thế nào. Vậy, ngày hôm nay hãy cùng ATP khám phá mọi quy trình để sản xuất ra 1 triệu lít nước mắm từ hàng tấn cá biển nhé! Bạn có biết 1 triệu lít nước mắm được sản xuất như thế nào không? Nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm là cá cơm. Đây cũng chính là loại cá được đánh bắt với sản lượng nhiều nhất tại Việt Nam, với sản lượng trung bình hàng năm đạt từ 20.000 đến 22.000 tấn. Ngư dân ở các tỉnh ven biển có thể thu hoạch cá cơm quanh năm, nhưng cao điểm nhất từ tháng 7 đến tháng 2 âm lịch. Quá trình thu hoạch cá cơm đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm của những người ngư dân cùng với các công cụ và công nghệ để đạt hiệu quả cao. Bởi cá cơm có kích thước rất nhỏ, thường di chuyển theo bể lớn và sinh sống ở các vùng nước ven biển. Do đó, ngư dân cần tận dụng các phương pháp đánh bắt hiệu quả. Trong những ngày ra khơi đánh bắt cá cơm, ngư dân có kinh nghiệm có thể xác định các khu vực cá cơm tập trung dựa trên dấu hiệu của dòng nước, ánh sáng và các loài chim săn cá. Ngoài ra, các tàu cá hiện đại cũng có thể sử dụng hệ thống máy dò cá để giúp phát hiện các đàn cá lớn dưới nước. Các thiết bị này cung cấp hình ảnh về mật độ cá trong khu vực, giúp ngư dân xác định vị trí đặt lưới hiệu quả nhất. Loại lưới phổ biến nhất để đánh bắt cá cơm là lưới vây, được thả xung quanh đàn cá, sau đó kéo lên để bắt gọn cả đàn. Lưới vây thường có phao nổi trên mặt nước và chì để giữ phần đáy của lưới chìm dưới nước. Ngoài ra, một số tàu còn sử dụng lưới kéo và thu hoạch số lượng lớn cá khi tàu di chuyển qua đàn cá. Sau khi xác định đàn cá đã bị lưới bao vây, những người ngư dân sẽ thu lưới và di chuyển cá lên tàu, có thể thực hiện bằng thủ công hoặc bơm hút chuyên dụng. Cá cơm được đưa lên tàu nhanh chóng. Để giữ tươi cá cơm, ngay khi được đưa lên tàu, cá thường được ướp đá hoặc cho vào các khoang chứa lạnh. Điều này đặc biệt quan trọng vì cá cơm rất nhanh bị hỏng nếu không được bảo quản ngay. Một số tàu lớn còn được trang bị khoang lạnh hiện đại, có thể bảo quản cá trong thời gian dài để vận chuyển xa hoặc đưa thẳng đến nhà máy chế biến. Khi đánh bắt cá đầy khoang, tàu sẽ di chuyển về bến cảng để dỡ hàng. Cá cơm thường được bán ngay tại cảng hoặc chuyển tới các nhà máy chế biến để làm nước mắm, cá khô hoặc các sản phẩm từ cá cơm khác. Có nhiều cơ sở chế biến nước mắm tại các khu vực ven biển với quy mô truyền thống hoặc hiện đại. Tuy nhiên, các công đoạn sản xuất nước đều áp dụng trong một quy trình, nguyên liệu chính được sử dụng là cá cơm và muối. Đầu tiên là trộn cá và muối theo tỷ lệ 3:1, tức là 3 phần cá và 1 phần muối. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy chọn thành công thức riêng của từng thương hiệu. Sau khi đã trộn cá và muối, chúng được chứa đựng vào các thùng gỗ lớn hoặc bể chứa lớn để chờ lên men. Thùng gỗ là loại thùng truyền thống giúp tạo vị thơm đặc biệt và thường được làm từ gỗ mít. Quá trình lên diễn ra từ 9 tháng đến 2 năm. Trong thời gian này, các enzyme tự nhiên trong cá và vi sinh vật sẽ phân hủy thành axit amin, tạo nên mùi vị và màu sắc đặc trưng của nước mắm. Tại quy trình này, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được kiểm soát kỹ lưỡng để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình lên men và đảm bảo chất lượng của nước mắm. Sau quá trình lên men, phần nước cốt đầu tiên sẽ được rút ra. Đây là phần nước mắm có chất lượng cao nhất, thường được gọi là nước mắm cốt, có hương vị đậm đà. Nó được lọc nhiều lần để loại bỏ bã và tạp chất, đảm bảo độ trong và an toàn thực phẩm. Để sản xuất từ 1 triệu lít nước mắm, các nhà sản xuất sẽ phải pha chế thêm nước mắm cốt và nước muối đã qua lọc để đạt tiêu chuẩn về hàm lượng tốt và mùi vị. Các mẫu nước mắm được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng, bao gồm các thành phần, độ mặn, axit và các chỉ số khác đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn. Các nhà máy lớn thường có hệ thống đóng chai tự động giúp tăng cường hiệu suất và đảm bảo an toàn sinh học. Nước mắm được đựng vào chai, dán nhãn và đóng gói cẩn thận. Trước khi đưa ra thị trường, nước mắm sẽ trải qua các bước kiểm tra cuối cùng để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Hiện nay, nước mắm gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Nó không chỉ là nước chấm mà còn là gia vị để tăng thêm hương vị cho mỗi món ăn. Bạn có thường sử dụng nước mắm trong các bữa ăn hàng ngày không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn! Những người câu cá chuyên nghiệp đều biết rằng khi câu cá tại những vùng nước càng sâu thì cơ hội bắt được cá to sẽ càng lớn. Vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các cần thủ có thể đưa mồi câu của họ di chuyển đến một khoảng cách xa đến vậy khi trong điều kiện không có tàu thuyền và máy bay không người lái đã xuất hiện để giải quyết mọi vấn đề? Nào, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá xem những cần thủ chuyên nghiệp câu cá bằng máy bay không người lái như thế nào nhé! Chiêm ngưỡng những cần thủ câu cá bằng máy bay không người lái. Những người câu cá chuyên nghiệp sử dụng máy bay không người lái để mang mồi và dây câu ra xa ngoài mặt nước, xa hơn nhiều so với những gì một cú ném thông thường có thể đạt được. Khi đến vị trí mong muốn, mồi câu được thả xuống nước và máy bay không người lái quay trở lại bờ, cho phép người câu cá kéo dây từ bờ. Để câu cá hiệu quả, máy bay không người lái được trang bị cơ chế thả mồi và giữ dây tự động. Ngoài ra, được trang bị hệ thống công nghệ GPS và tìm cá giúp xác định điểm câu cá dễ dàng hơn.
Máy bay không người lái được di chuyển đến vị trí mong muốn, cần thủ sẽ điều khiển để thả mồi xuống nước. Sau khi thả mồi, máy bay không người lái sẽ trở lại bờ. Khi cá cần câu, người câu cá sẽ dùng cần câu để kéo con mồi vào, giống như câu cá truyền thống. Thực tế, máy bay không người lái giúp đưa mồi ra những khu vực mà cá có khả năng cắn câu, mang lại cho người câu lợi thế về khoảng cách. Sử dụng máy bay không người lái trong câu cá giúp mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn đối với cả ngư dân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Một trong những lợi thế quan trọng nhất của câu cá bằng máy bay không người lái là phạm vi của nó, trong khi các phương pháp câu cá truyền thống bị hạn chế bởi khoảng cách mà người câu có thể thả mồi. Với máy bay không người lái, cần thủ có thể tiếp cận các vị trí cách bờ hàng trăm mét, bao phủ nhiều vùng đất hơn và đến gần hơn với những con cá ở xa hơn trong nước. Ngoài ra, máy bay không người lái còn giúp người câu thu hoạch nhiều cá trong những điều kiện khó khăn. Cho dù bạn đang câu cá trong sóng dữ hay cố gắng tiếp cận một điểm sâu hơn ngoài khơi, máy bay không người lái sẽ giúp bạn vượt qua các chướng ngại vật để câu cá hiệu quả hơn. Các phương pháp đánh bắt truyền thống đôi khi có thể dẫn đến đánh bắt phụ khi các loài không phải mục tiêu bị đánh bắt một cách vô tình. Bằng cách sử dụng máy bay không người lái để đặt mồi chính xác hơn ở những khu vực có loài cá mong muốn có thể giảm đánh bắt phụ. Để câu cá bằng máy bay không người lái thành công, việc sử dụng đúng thiết bị là điều cần thiết. Máy bay không người lái chất lượng cao với thời lượng pin dài, động cơ mạnh mẽ và khả năng trọng tải là cần thiết. Ngoài ra, một cần câu bền có khoảng cách xa để xử lý những sợi dây dài hơn và nhắm tới những con mồi có kích thước lớn hơn. Mặc dù câu cá bằng máy bay không người lái mang lại nhiều lợi thế nhưng cũng không phải không có thách thức. Không phải tất cả các khu vực đều cho phép câu cá bằng máy bay không người lái và một số có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng thiết bị này. Nếu muốn câu cá ở một khu vực nào đó, nhất định cần phải tìm hiểu rõ các quy định và luật pháp trước khi tham gia câu cá bằng máy bay không người lái. Bởi nếu vi phạm các điều luật, các cần thủ có thể bị phạt tiền hoặc bị tịch thu các thiết bị. Trên thực tế, hoạt động câu cá bằng máy bay không người lái được cho phép ở hầu hết các tiểu bang tại Mỹ, nhưng một số tiểu bang như Hawaii có luật cấm hoạt động này vì lo ngại các nguy cơ đe dọa đến động vật hoang dã khác. Điều quan trọng và thực tế nhất là về chi phí, sử dụng máy bay không người lái chất lượng cao phù hợp để câu cá có thể rất đắt tiền. Ngoài ra, việc bảo dưỡng thiết bị và thay thế máy bay không người lái cũng tạo ra nhiều khoản chi phí sửa chữa đối với những người câu cá. Do vậy, nó vẫn chưa thực sự phổ biến đối với đa số những người có đam mê câu cá trên thế giới.
Khi công nghệ tiếp tục phát triển thì câu cá bằng máy bay không người lái cũng phát triển theo. Những tiến bộ về thời lượng pin, chất lượng camera và tự động hóa có thể khiến việc câu cá bằng máy bay không người lái trở nên hiệu quả và dễ tiếp cận hơn trong tương lai. Hiện nay, câu cá bằng máy bay không người lái là một xu hướng đang phát triển, đã cách mạng hóa nhiều cần thủ tiếp cận môn thể thao này. Mặc dù có nhiều thách thức đặt ra, nhưng trong tương lai, những thiết bị này có thể quan trọng hơn những công cụ câu cá của cần thủ hiện nay. Chúng ta vừa theo dõi cách ngư dân câu cá bằng máy bay không người lái rồi. Bạn cảm thấy phương pháp này thú vị chứ? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé!